nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn. Xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu. Vậy mà tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Xoay người chợt thức giấc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào. Hạnh phúc do một ai luôn mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười. Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại. Trong cuộc đời này dẫu bao điều mang trái, đằng sau lưng em vẫn là ai.